Sáng nay, các hội cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ và đoàn thanh niên phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương, giúp hộ nghèo giảm bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 120 phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm mì tôm, dầu ăn, nước mắm, đường, cá, với tổng trị giá 24 triệu đồng, được các hội đoàn thể phường Khuê Mỹ trao tặng đến gia đình hội viên, đoàn viên thật sự khó khăn trong chương trình chia sẻ yêu thương sáng nay. Chương trình vừa là sự sẻ chia, san sẻ yêu thương, thể hiện sự quan tâm đến đời sống người nghèo có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 của các hội đoàn thể trong phường. Đồng thời đó còn là một nguồn động lực để họ vươn lên, vượt qua những khó khăn của dịch bệnh. Tình hình dịch này, nên công việc cũng không có làm, nên cuộc sống cũng khó khăn. Hôm nay đoàn thể cho những nhu yếu phẩm này, nên cũng giải quyết cho những ngày sắp tới. Với ý nghĩa, cho đi là hạnh phúc, chia sẻ là niềm vui. Chương trình chia sẻ yêu thương với những phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu được hỗ trợ đợt này đã phần nào giúp cho những gia đình hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có những bữa ăn đầy đủ hơn trong thời điểm thành phố Đà Nẵng thực hiện các biện pháp mạnh hơn để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong những ngày tới.